Thưa quý khán giả, bên cạnh chú ý phòng chống ảnh hưởng của bão và triều cường, cảnh báo chỉ số tia cực tím cực đại, nguy cơ gây hại cao và nắng nóng tại một số thành phố lớn cũng vừa được cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra. Cụ thể hôm nay các thành phố trên cả nước có chỉ số tia cực tím cao nhất ở ngưỡng nguy hại, nguy cơ gây hại trung bình đến cao. Riêng thành phố Cần Thơ và thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau ở mức nguy cơ gây hại rất cao với chỉ số cực đại lần lượt là 8.5 và 8 chấm. Dự báo từ ngày mai 26 cho đến ngày 28 tháng 9, các thành phố phía Bắc có chỉ số tia cực tím cao nhất trong ngày ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, các thành phố thuộc trung bộ và nam bộ có chỉ số tia cực tím cao nhất trong 2 ngày là ngày mai và ngày 27 tháng 8 ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, sau đó có xu hướng giảm dần về ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình.